Xin chào tất cả anh em. SE 2020 là một cái chiếc máy mà có rất là nhiều anh em đã và đang quan tâm. Với cái chiếc máy này thì mình cũng đã có một cái khoảng thời gian mua về và sử dụng. Mình thấy rằng là nó cũng khá là ổn. Sau khi mà shop nhận lại thì shop có rửa về cam. Nói chung rằng là cam chất lượng của nó sau khi rửa thì vẫn ok, ổn thôi. Đó, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử tiến hành là tháo cái phần ốc của nó ra và thay một cái viên, đó là viên pin Daisy. Đến ngày hôm nay thì mình mới tháo. Thực tế ra rằng là cũng bận nhiều việc nữa. Cũng như là sắp tới mình sẽ có một vài những cái video để có thể là thanh lý cho anh em về những cái mẫu iPhone cũng như là máy Android nhé. Chứ hiện tại thì mình cũng đang giữ khá nhiều máy. Cần phải thanh lý để có vốn thôi. Nếu mà mình mà có vốn mình cũng sẽ nhập một số lượng máy về để bán cho anh em. Chứ hiện tại bây giờ nhá, anh em có thể thấy được rằng là trên Shopee ấy, thì tất cả những cái mẫu iPhone từ những cái shop lẻ và không bán chính thống. Shop chính thống là shop Mô nhá, thì họ có thể bán là thoải mái. Chứ còn một vài những cái shop uy tín mà mình cũng đã giới thiệu với anh em ấy, ví dụ như là SV Mobile hoặc là F1 Mobile, thì gần như là những cái chiếc iPhone ở trên những shop đó rất hay bị xóa nhá, do là bị vi phạm bản quyền thương hiệu Apple. Và trên chính cái kênh Shopee của mình ấy cũng bị xóa. iPhone 5S rồi thì iPhone 4 mình bán từ bao đời rồi mà họ vẫn phát hiện ra và họ xóa bài của mình. Chứ không phải là những cái mẫu smartphone vẫn đang còn và đang bán thì bị phát hiện ra là chuyện bình thường, đúng nào? Rồi, không nói dài dòng nữa, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành là xoáy ốc cái chiếc máy này ra, sau đó thì thay pin nhé. Và thử xem là pin của nó trụ được bao lâu. Bình thường ra nếu mà để qua đêm tầm khoảng 8 tiếng đồng hồ thì chiếc máy này hiện tại là nó đang sụt tầm khoảng 9% pin nhé. Còn với cái viên pin mới thì không biết là bao nhiêu. Và chúng ta cũng thử khám phá xem là bên trong cái phần linh kiện của chiếc máy này nó còn ngon nghẻ hay không nhé. Đó, tháo được hai con ốc rồi. Bây giờ mình sẽ đến phần màn hình. Và nếu mà anh em muốn xem là cái dung lượng pin của iPhone X nó trụ được bao lâu và có ổn hay không khi mà mình thay một cái viên pin Daisy, thì anh em có thể qua cái kênh gà test game nhé. Mình cũng đã có những cái bài test chi tiết rồi. Và thông số mình cũng đã đo cho anh em xem. Và đây. Đấy. Mở cho anh em xem về cái phần nội tạng bên trong của chiếc iPhone SE 2020. Màn hình thì có một vài những cái phần hơi bị rúm gió chút. Đây. Và phần main này. Phần main này cũng hơi bị nhàu. Phần này như kiểu phần nước vậy. Có mã QR này. Vẫn còn. Siêu pin này. Pin này là pin zin nhá. Đó. Pin zin của máy. Vẫn là 89%. Màn hình thì với cái mã QR bên trên. Ở đây thì vẫn có cái quỳ tím này. Quỳ tím trắng. Với cái chiếc máy này thì ok, ổn. Mỗi cái rằng là cái phần camera sau của nó thì đã bị rửa. Thì mỗi vậy thôi. Pin zin 89 thì vẫn ngon. Nhưng ở đây thì mình sẽ thử thay, thử xem là nó sẽ trụ được bao lâu, có ngon hơn không. Đây, pin Daisy này. 2210mAh. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thôi. Đây, đầu tiên thì mình sẽ cần phải là tháo cái phần pin của nó ra đã. Đây, mình đã tháo cái phần pin của nó ra rồi. Phần màn. Màn thì nó lại vướng ở cái phần trên này nữa này. Một cái viên pin zin mà dung lượng của nó vẫn cao như thế này thì mình cũng không muốn tháo đâu. Nhưng mà thôi. Vì đã mua một cái viên pin Daisy về rồi. Nên là mình sẽ tiến hành tháo ra và test cho anh em xem nhé. Rồi, đây là cái phần màn của nó này. Rồi. Đó. Vậy là cuối cùng thì mình cũng đã lôi được cái viên pin. Nói chung vẫn ổn. Đó, mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là lắp một cái viên pin Daisy vào. Và ở đây thì mình sẽ thử so sánh lại xem về cái độ dài giữa hai viên pin không chênh nhau nhiều. Đó, cái viên pin Daisy thì nó sẽ dài hơn một chút thôi. Còn về cái độ mỏng ấy thì gần như là tương đương nhau. Ok không nào? Nhìn pin Daisy này thì sẽ đẹp hơn nhé. Có một cái kiểu thiết kế tem mác, rồi thì ghi một cái dung lượng pin đó là 2210mAh trên này.
thông số rõ ràng, cụ thể, nhìn khá ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp pin. Rồi ok, các cái phần nẹp thì mình chưa lắp luôn, do là ở đây thì test thử đã. Và chúng ta cũng sẽ thử xem là cái phần thâm pin của nó có hiện ra hay không nhé. Nhiều anh em thì nói rằng là trên những cái mẫu iPhone đời cao ấy thì nó sẽ không hiện. Đây, pin này, tình trạng pin. Không thể xác định xem pin của iPhone của bạn là linh kiện Apple chính hãng hay không. Việc này có thể do linh kiện không chính hãng, không hoạt động như dự kiến hoặc chưa lắp ráp hoàn chỉnh. Đó. Vậy là trên những cái mẫu iPhone SE 2020 là chúng ta đã thấy có một cái hiện tượng là nó báo linh kiện không xác định nhé. Dung lượng tối đa không hiển hiện ra. Ok không nào? Thế nhưng mà trên cái mẫu iPhone X là nó vẫn ok. Một cái viên pin có dung lượng là 100% tối đa. Nhưng mà SE 2020 như thế này, mặc dù nó là một cái phiên bản iOS 15.4.1 thôi, thế nhưng mà nó là một cái đời iPhone cao hơn, mới hơn. Vì thế mà nó đã cập nhật lên một cái tính năng mới, đó là báo những cái linh kiện không xác định và không chính hãng từ cái phiên bản iOS đó là 15.2 trở đi. Ok không nào? Còn trên chiếc iPhone X kia là một cái phiên bản iOS là 16 luôn, nhưng mà nó lại không báo là linh kiện không xác định. Vậy thì khi mà chúng ta muốn dùng một viên pin dung lượng cao mà thay thế vào những cái đời thế hệ iPhone, ví dụ như SE 2020 ở đây, thì chúng ta sẽ không check được cái phần dung lượng tối đa, mà chúng ta sẽ cần phải cắm vào bao thun nhé, để kiểm tra tình trạng của nó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài những cái thông số khi mà mình sử dụng cái viên pin này. Nếu mà để qua đêm 8 tiếng đồng hồ ấy, thì nó sẽ mất là 6% nhé. Còn đối với viên pin zin 89% mà mình vừa mới tháo ra thì nó mất là 9-10%. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài test về xem YouTube nhé. Về mức sáng này, mình đang để tầm khoảng 70%. Mức sử dụng thông thường. Còn về phần loa thì ở đây. Đó, đây là mắc này. Nó có một cái bộ loa kép nghe khá là to, cũng như là chất lượng khá hay. Còn về phần âm thanh thì mình sẽ để ở đây là 60% nhé. Thời gian là 9:30. Rồi. Vậy là chúng ta cũng đã trải qua 30 phút test pin ở trên chiếc SE 2020 sau khi mà thay pin Daisy. Hiện tại thì nó đang là 47%. 10 giờ tròn này. Từ 55 xuống 47 sau 30 phút. Vậy thì nó mất là 8% nhé. 30 phút mà mất 8% thì chúng ta cứ làm tròn là 30 phút mất 10 thì 1 tiếng là mất 20%. Vậy với một cái viên pin là 100% thì nó sẽ trụ được tầm khoảng là 5 tiếng. Nhưng mà đấy là do mình làm tròn từ 8% lên đến 10% thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng thực tế thì nó sẽ có thể là lên đến là 6 tiếng đồng hồ nhé. Với một cái viên pin thay dung lượng cao của Daisy như thế này. Ok không nào? Thế nhưng mà cơ bản chúng ta cần phải có một cái quá trình sử dụng lâu dài thì mới biết được xem là chiếc pin này thì nó có bền hay không. Hay là sau một khoảng thời gian tầm khoảng vài ba tháng thì nó lại phồng pin và bị hỏng thì cũng không đáng lắm. Và vừa rồi chúng ta cũng đã trải qua một vài những cái bài test về quá trình sử dụng với cái viên pin này, sau để qua đêm này và sử dụng bình thường hàng ngày thì được bao nhiêu tiếng. Còn đối với quá trình chơi game thì chắc chắn rằng là với cái viên pin này thì nó sẽ hao hụt nhiều hơn. Hao hụt như thế nào thì trong cái video mà test game ở trên kênh Gà Test Game anh em sẽ xem kỹ hơn nhé. Ok không nào? Còn điểm số AnTuTu thì đây, anh em có thể nhìn thấy được rằng là với con chip Apple A13 Bionic thì nó rất là cao với 793.437 điểm. Át hẳn rằng chơi game rất là ngon, đúng không nào? Và rồi, trên đây là một cái video mà thay pin cũng như là test pin cơ bản. Anh em có thêm những cái đóng góp nào thì có thể comment bình luận ở phía bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.